Việt Nam có tiến sĩ sinh học Đặng Vũ Hồng Miên mang tên chị Cả Mốc. Bà thuộc thế hệ các nhà khoa học thời kỳ đầu hòa bình ở miền Bắc, đã đi tiên phong nghiên cứu chuyên ngành nấm mốc. Sau hơn 60 năm tham gia cách mạng rồi làm khoa học, với kiến thức nấm học uyên bác cùng khả năng sử dụng thông thạo 5 ngoại ngữ Pháp, Anh, Nga, Đức, Trung Quốc, tên tuổi của bà không chỉ để lại dấu ấn đáng nể trọng trên lĩnh vực sinh học mà còn cả lĩnh vực giáo dục đào tạo. Chúng tôi tự hào về các thầy của chúng tôi, trong đó có cô Miên. Cô Miên thì được chuyển sang công tác nghiên cứu khoa học và trở thành một trong những nhà khoa học nổi tiếng của nước ta về lĩnh vực sinh học, về lĩnh vực nghiên cứu về nấm. Phát triển đất nước là chính là tận dụng những trí tuệ của họ để mà làm cho đất nước ta ngày càng phát triển hơn và sánh vai cùng các bạn bè Nam Châu như Bác Hồ hằng mong đợi. Tiến sĩ khoa học Đặng Vũ Hồng Miên sinh ngày 24 tháng 3 năm 1928 trong một gia đình tri thức dòng dõi khoa bảng quan trường tại làng Hành Thiện, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Thuở nhỏ, bà được cha mẹ cho lên Hà Nội theo học tại trường Albesaro nổi tiếng. Giữa năm 1946, bà tốt nghiệp xuất sắc tú tài triết học khi bước sang tuổi 18. Vào thời điểm này, Việt Nam đã biết Alexander Fleming, người Scotland, là nhà sinh học đã phát hiện vào năm 1928 một loại nấm mốc mà ông đặt tên là penicillin. Nó có thể ngăn ngừa được sự sinh trưởng của nấm mốc gây cảm cúm, viêm phổi, nhiễm trùng máu. 10 năm sau, hai nhà sinh học của trường đại học Oxford là Earl Purichen và Howard Winterfrey đã ứng dụng phát minh của Fleming vào y dược. Năm 1941, hai nhà khoa học Chen và Fluren đã phân tích thành công lần đầu tiên trên thế giới loại nấm mốc có khả năng kháng sinh cực mạnh. Nó khống chế và giết chết được nấm mốc gây nhiễm trùng ở người và động vật. Vào thời điểm cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai bước vào giai đoạn ác liệt nhất, thì thuốc kháng sinh penicillin đã kịp thời cung cấp cho các mặt trận. Hàng triệu thương binh nhờ đó đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Ba nhà khoa học Fleming, Fleury và Chen được thế giới trao tặng giải thưởng Nobel vào năm 1945. Câu chuyện diệu kỳ này đã tác động đến bà Đặng Vũ Hồng Miên rất mạnh. Bà rạng ngời xiết bao khi cha mẹ đồng ý cho bà du học bên Âu Châu. Ngày 19 tháng 12 năm 1946, theo lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bà Đặng Vũ Hồng Miên đã dứt khoát từ bỏ con đường du học Âu Châu của mình. Bà đã chọn con đường tham gia cách mạng giải phóng dân tộc. Tại chiến khu Việt Bắc, Cục Quân huấn Bộ Quốc phòng điều động bà về trường thiếu sinh quân Việt Nam làm giảng viên môn toán và lịch sử, đồng thời quản lý các em thiếu sinh quân sinh sống tập trung ở khu ký túc xá nhà trường sau giờ lên lớp. Trong suốt 9 năm kháng chiến trường kỳ ở núi rừng Việt Bắc, cũng như sau này trường chuyển về khu học xá Trung ương thành phố Nam Ninh, Trung Quốc, bà Đặng Vũ Hồng Miên không chỉ tận tâm giảng dạy nhiệt huyết những kiến thức giáo khoa cho các em thiếu sinh quân Việt Nam, mà còn hết lòng chăm chút yêu thương các em trong cuộc sống đời thường. Vì vậy, sau hơn nửa thế kỷ, khi các cựu thiếu sinh quân Việt Nam, những học trò của bà, dù tóc bạc lưng còng rồi, nhưng họ vẫn quây quần thân thương bên bà, với nguyên vẹn tình cảm kính trọng, nhớ ơn, cùng sự sẻ chia ấm áp như thuở xa xưa ngày nào.
chị được Tổng Tư lệnh Bộ Quốc phòng cử về trường Chiến sĩ quân Việt Nam chúng tôi được thành lập năm 49 để dạy học. Và chúng tôi ở với chị Miên như thế, học thì chị Miên là từ năm 49 đến năm 53. Có thể nói là đối với chúng tôi, chị là người chị cả. Chị không những dạy về kiến thức văn hóa cho chúng tôi mà dạy cả chúng tôi cách làm người, cách cư xử với nhau, cách đối xử với nhau, làm sao cho giữ được mãi cái tình đồng đội, tình bạn bè, tình thầy trò. Chúng tôi coi chị là người chị cả và biết ơn chị, quý mến chị suốt đời. Một bước đi quan trọng ở chiến khu Việt Bắc là bà may mắn gặp gỡ, rồi đến năm 1950 thì gắn bó trọn đời đắng cay ngọt bùi với ông Trần Văn Tý, một người đồng hương Nam Định, một tri thức yêu nước, từng tham gia lãnh đạo cách mạng thời tiền khởi nghĩa tại chính quê nhà. Sau hòa bình được lập lại ở miền Bắc vào năm 1954, năm 1956, bà Đặng Vũ Hồng Miên rời trường thiếu sinh quân Việt Nam ở thành phố Nam Ninh, Trung Quốc trở về nước để theo học ngành sinh học tại trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Có lẽ câu chuyện cảm động về ba nhà bác học thế giới hợp tác sáng chế thuốc penicillin cho nhân loại kéo dài hơn 15 năm, cùng những năm tháng nơi núi rừng Việt Bắc gian khó. Biết bao độc tố nấm mốc nguy hiểm khôn lường luôn rình rập đe dọa cuộc sống con người, là những động lực mạnh mẽ để bà dấn thân theo học ngành sinh học. Sau khi tốt nghiệp, bà trở thành cán bộ nghiên cứu sinh học của Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước, rồi của Viện Nghiên cứu Khoa học Tự nhiên, sau này là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước đó, thì chúng tôi có 4-5 người tập hợp lại với nhau và thành một nhóm gọi là nhóm nấm. Thì chúng tôi rất hồi đó chưa biết gì về nấm cả, vì Việt Nam thì không có thầy nào dạy về nấm cả. Thì chúng tôi lấy một sách tiếng Anh để phân người nào dịch. Chúng tôi chủ yếu là do biết một vài ngoại ngữ, ví dụ tiếng Pháp, tiếng Anh và sau này là tiếng Nga. Tiếng Nga thì cũng tự học thôi. Thì là tự mình tìm sách ở trên thư viện, rồi thì báo chí ở trên thư viện, rồi tự đọc, tự mò mà làm. Thực ra không có ngữ thì chịu đấy. Bởi vì tài liệu Việt Nam có không? Tài liệu Việt Nam về phân loại nấm mốc, về phòng chống nấm mốc thì hoàn toàn không có. Những năm chiến tranh chống Mỹ, miền Bắc trong thiết chế bao cấp gian khó, bà đã vươn lên trong cuộc sống thường nhật với những nghị lực phi thường. Ngày ngày, bà làm việc suốt từ sáng sớm cho đến tận đêm khuya để hoàn thành công việc cơ quan. Để ghi chép những thông tin mới nhất về lĩnh vực chuyên môn nấm học trong các sách, các tạp chí khoa học nước ngoài, tự học ngoại ngữ và trau dồi kiến thức chuyên môn về nấm học, cũng như thiên chức người mẹ, người vợ. Nói về mẹ tôi thì những năm 63 đến những tận những năm 90 thì gia đình chúng tôi sống ở khu tập thể Kim Liên, một cái căn hộ nhỏ mà tất cả diện tích chỉ có 22 mét, 5 người. Thế thì hàng ngày mẹ tôi đã đi làm rồi, nhưng mà đến khuya bà vẫn phải đọc sách và cặm cụi làm việc ở nhà trên một cái bàn gỗ. Có lẽ là bà không nghĩ gì đến cái việc là ngoài cái việc mà bà yêu thích. Việc mà bà yêu thích chính là nấm mốc ở Việt Nam và những vấn đề liên quan. Sau biết bao công trình nghiên cứu khoa học về nấm mốc và phòng chống nấm mốc cho khí tài quang học, vật liệu điện, điện tử, da và các sản phẩm từ da thuộc, lạc nhân, nhiều hàng hóa xuất khẩu được bà công bố rồi đi vào ứng dụng, tạo ra tiếng vang trong giới khoa học và xã hội.
Đến năm 1980, bà bảo vệ xuất sắc luận án tiến sĩ khoa học chuyên ngành sinh học với đề án nấm mốc trên một số sản phẩm công nông nghiệp, phương pháp thử, biện pháp phòng chống. Cũng trong thời gian này, bà còn thu xếp để giảng dạy nhiều chuyên đề về nấm mốc và cách phòng chống mốc tại các viện nghiên cứu, trường đại học và các đơn vị quân đội các tỉnh, thành phố miền Bắc. Giữa năm 1982, tiến sĩ Đặng Vũ Hồng Miên chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống và làm việc. Khi Viện Khoa học Việt Nam phân công bà phụ trách bộ sưu tập giống vi sinh vật tại Trung tâm Sinh học Thực nghiệm. Lúc này, bà được nhiều nhà khoa học chuyên ngành sinh học trong và ngoài nước biết tiếng. Để rồi từ năm 1984 đến năm 1988, bà được cử sang trường Đại học Sư phạm miền Đông Algeria làm chuyên gia giảng dạy các môn sinh học đại cương và di truyền học. Với kiến thức chuyên môn sâu rộng và kinh nghiệm quý giá của một chuyên gia giáo dục tâm huyết, bà đã để lại bao ấn tượng tốt đẹp trong lòng đồng nghiệp và sinh viên nước bạn. Khi trở về nước, bà tiếp tục tập trung trí lực vào công tác điều tra nghiên cứu hệ nấm mốc trên nhiều đối tượng khắp các vùng miền của đất nước Việt Nam. Và tích cực đề nghị nhà nước triển khai việc tạo dựng bảo tàng giống vi sinh vật ở Việt Nam. Năm 1991, bà nghỉ hưu. Mặc dù tuổi cao sức yếu, nhưng tiến sĩ Đặng Vũ Hồng Miên vẫn tiếp tục làm cộng tác viên tại Viện Công nghệ sau thu hoạch thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và một số đơn vị nghiên cứu khoa học khác ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, bà còn tham gia hướng dẫn các luận án thạc sĩ, luận văn cử nhân, tham gia một số hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành vi sinh học, cũng như tiếp tục giảng dạy đào tạo cán bộ trẻ. Đặc biệt, bà dày công tập hợp các nghiên cứu nhiều năm qua của mình để viết sách khoa học về hệ nấm mốc ở Việt Nam. Nấm có trên khắp trái đất. Nấm thì nhìn thấy được bằng mắt thường. Còn nấm mốc là một loài vi sinh vật rất nhỏ bé, không nhìn được bằng mắt thường mà chỉ có thể quan sát được chúng qua kính hiển vi. Có những loại nấm mốc hữu ích trong sản xuất và đời sống, và cũng có nhiều loại nấm mốc gây tác hại. Nấm mốc ở Việt Nam có cơ hội phát triển rất mạnh vì đất nước Việt Nam nằm trong khu vực nhiệt đới có khí hậu nắng nóng và ẩm ướt. Từ nhận thức sâu sắc về cái lợi, cái hại của nấm mốc trong đời sống xã hội, tiến sĩ Đặng Vũ Hồng Miên đã xác định những đề tài khoa học để suốt đời bà dấn thân nghiên cứu. Đó là hệ nấm mốc ở Việt Nam và các vấn đề liên quan. Tiến sĩ từng tâm sự với người thân, không chỉ lúc làm việc, mà ngay cả khi ăn cơm, bà vẫn thấy các đối tượng nấm mốc, đi chơi cũng thấy nấm mốc, thậm chí ngủ rồi cũng mơ thấy nấm mốc. Tấm lòng say mê nấm mốc của tiến sĩ Đặng Vũ Hồng Miên, đồng nghiệp và cộng sự đã đặt cho bà một cái tên rất trìu mến, chị Cả Mốc. Hồi đó chị Miên thì có một biện pháp duy nhất là soi dưới kính hiển vi.
soi ngày này qua ngày khác, vừa soi vừa vẽ và đối chiếu với các cái khóa phân loại của nước ngoài để định tên. Thế và chị định được rất nhiều tên của các loài mà chị đã phân lập được. Bảo tàng giống chuẩn và sinh vật của chúng tôi là thành viên của Liên đoàn Bảo tàng giống quốc tế. Cho nên là những cái tên của các cái loài vi sinh vật mà chị Miên để lại cho bảo tàng chúng tôi đã đưa vào danh sách của các vi sinh vật được công bố trên toàn thế giới. Và vì vậy cho nên ý nghĩa của nó không nằm trong phạm vi quốc gia nữa mà nằm ra phạm vi quốc tế. Sau gần 50 năm miệt mài nghiên cứu, bà đã hoàn tất được nhiều công trình khoa học có giá trị về nấm mốc trên khắp các vùng miền đất nước Việt Nam. Đến lúc tuổi cao, bà mới tập hợp các nghiên cứu quan trọng nhất của mình lại để tạo thành một cuốn sách khoa học nhằm góp phần vào nghiên cứu các khu hệ vi nấm ở Việt Nam và đào tạo chuyên ngành sinh học ở Việt Nam. Tiếc thay do bạo bệnh, bà mất vào ngày 26 tháng 6 năm 2012, khi tác phẩm lớn nhất của một đời người làm khoa học vẫn còn dang dở. Điều mà tôi khâm phục nhất ở bà là bà là một người rất ham học. Mặc dù không có điều kiện đi học nhiều năm ở nước ngoài, nhưng bà đã tự học về chuyên môn, tự học về ngoại ngữ. Chính vì vậy bà có thể sử dụng thành thạo 4 năm thứ tiếng trong nghiên cứu khoa học. Hôm nay, dựa trên các di cảo, cuốn sách theo tâm nguyện của bà đã hoàn thiện. Với sự hợp tác giúp đỡ của đồng nghiệp, các học trò và các con cháu bà, cuốn sách thực công phu ôm chứa trên 600 trang sách, trang trọng một cái tên: Hệ nấm mốc ở Việt Nam, phân loại, tác hại, độc tố, cách phòng chống. Trọng tâm của cuốn sách là phần giới thiệu 330 loài nấm mốc được chính tác giả phân loại, mô tả và định danh dựa trên kết quả phân lập hàng ngàn chủng loại nấm mốc trên hàng trăm loại cơ chất tồn tại ở hầu khắp các vùng miền của Việt Nam. Cuốn sách cũng giới thiệu tóm tắt nội dung các công trình nghiên cứu nấm mốc có tính ứng dụng cao với những biện pháp dễ áp dụng và rất hiệu quả, có thể góp phần giải quyết được nhiều vấn đề thiết thực trong đời sống, kinh tế và xã hội. Đây được coi như cuốn bách khoa toàn thư đầu tiên về nấm mốc ở Việt Nam, trong đó có liên quan nhiều đến vấn đề an toàn thực phẩm đang ngày càng bức thiết trong đời sống xã hội. Ở nước ta đấy, thì đây có thể nói là một cái tài liệu đầu tiên mà có hệ thống phòng chống nấm mốc. Cho đến bây giờ thì kể cả miền Bắc, kể cả miền Nam thì kể cả trước năm 75, miền Bắc thì cũng cho đến bây giờ thì đây là cái quyển đầu tiên. Cuốn sách cũng đã nêu thư ngỏ được viết trong những năm cuối đời của bà, thể hiện mong muốn nhà nước ta sẽ quan tâm nhiều hơn nữa đến lĩnh vực nghiên cứu cơ bản về nấm mốc ở Việt Nam, một chuyên ngành rất cần thiết nhưng đang bỏ ngỏ. Và trong một tương lai không xa, nhà nước cho thành lập một viện nấm học tầm quốc gia như các quốc gia phát triển khác đã thực hiện. Chuyện chị Miên để lại một cái gia tài cho những người bước vào lĩnh vực vi sinh vật học với cái tác phẩm mà phải nói là in rất đẹp, công phu, nhiều ảnh màu, nhiều hình vẽ, những khóa phân loại rất tỉ mỉ, giúp ích rất nhiều cho các bạn trẻ đi vào lĩnh vực vi sinh vật học. Tôi nghĩ rằng là tất cả những người nào học vi sinh vật học và đi vào cái ngành lĩnh vực này thì phải coi đấy là sách gối đầu giường. Tôi mong rằng quyển sách Hệ nấm mốc Việt Nam của tiến sĩ Đặng Vũ Hồng Miên sẽ là một cuốn sách quan trọng, một tài liệu quan trọng đối với các nhà nghiên cứu Việt Nam về nấm mốc trong những năm sắp tới. Thế thì tôi rất là mong mỏi rằng công trình của cô Miên được vận dụng trong thực tế để làm cho đất nước ta nó phát triển hơn.
cuốn sách công bố nhân kỷ niệm 3 năm ngày mất của tiến sĩ Đặng Vũ Hồng Miên được giới khoa học ghi nhận là lần đầu tiên ở Việt Nam và Đông Nam Á có một công trình về phân loại và phòng chống nấm mốc một cách hàn lâm, có thể ứng dụng lâu dài vào khoa học và đời sống. Cuốn sách là sự tưởng niệm thành kính nhất thay cho nén tâm nhang của bạn bè, đồng nghiệp, của nhiều học trò và con cháu thành kính dâng lên bà, một tiến sĩ sinh học quý hiếm của nước Việt, với ước mong những công trình khoa học của chị Cà Mốc sẽ sống mãi với non sông Việt Nam. Trong gió